Hello mọi người, hôm nay LT Shop sẽ giới thiệu cho mọi người một số các dòng bao cao su có size là 52mm. Tên tên tên, đây chính là một số mẫu của nhà LT Shop nha. Giới thiệu tới mọi người hai cái dòng bao cao su có gân gai của Okamoto Nhật Bản. Size 52, hộp 10 chiếc nha mọi người. Một cái là có 1350 đốt ở trên thân bao, còn một cái là có gân hoa hồng ở trên thân bao nha. Ok, tiếp theo sẽ là dòng bao cao su của Việt Nam với độ mỏng là 0.03mm ở trên thân bao, hộp 12 chiếc, và một sản phẩm đó là có gân gai kéo dài tóc khoái cảm ở trên thân bao nha mọi người. Tiếp theo đó chính là hàng Powerman với thương hiệu của Hàn Quốc nha mọi người. Hỗ trợ chống kéo dài thời gian sinh hoạt. Hộp 12 chiếc, size 52, dành cho những ai mà yếu sinh lý có thể dùng cái sản phẩm này để kéo dài nha mọi người. Powerman cũng kéo dài thời gian. Còn đây là hàng Susu và Sumo, hàng thương hiệu của Nhật Bản. Một sản phẩm có hương trái cây. Ok, ai có nhu cầu mua những dòng bao của nhà LT Shop hãy comment ở bên dưới nha. Bye bye.